Chào tất cả các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tân Vinh của em ha, cho anh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh ha, dàn nhạc sống, dàn cầu kéo và có thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha, địa chỉ ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh, số điện thoại là 0787979286 ha. Hôm nay thì em có về được một lô micro mới anh em ha, giá là 1.400.000. Vang mới, quản lý nguồn mới, men mới, nói chung là thiết bị thì cũng rất là nhiều mặt hàng nha anh em ha. Thì em cũng có bán thêm hàng mới đó để anh em ủng hộ kênh em được dễ mua thiết bị hơn ha. Và em nói lại phương thức bán hàng bên em một lần nữa nha anh em ha. Hàng bên em là bao lỗi cho anh em trong vòng 7 ngày, hàng trong vòng 7 ngày anh em có quyền đổi lại không, hoặc là anh em đổi món hàng khác thì em sẽ trả món hàng khác cho anh em ha, hoặc là em có giao lộn hàng cho anh em thì em cũng sẽ chuyển tiền lại toàn bộ số tiền cho anh em, không mất 1.000 nha. Hôm qua thì em có rất là bức xúc một vấn đề anh trai ở Bến Tre. Anh em đã có trao đổi rất là nhiều nhưng mà anh không hiểu. Nói chung nói khoảng một tiếng hồ mà em đang chạy xe nó rất là bực anh em ha. Em nói trước lại một lần nữa nè. Hàng bên em là bao lỗi cho anh em 7 ngày. Trong vòng 7 ngày anh em có quyền đổi lại. Hôm trước thì em có bán cho ảnh là một cái con van X5. Đó, em có gửi nhầm cho ảnh là một con van X5 một nguồn. Em bán nó giá là 2.1 triệu. Em bớt cho ảnh là còn 1.8 triệu. Ảnh đồng ý xong hết. Ảnh xài trong vòng được 2 tháng anh em. Xài 2 tháng. Các anh nói Tân ơi, cưng đổi lại cho anh một cái con X5 2 nguồn đi. Đó, em nói là anh xài con van này trong vòng 2 tháng rồi thì anh sẽ lỗ 100.000. Anh đồng ý hết rồi. Anh chuyển cọc cho em xong rồi shipper lại giao. Anh nói là em làm ăn là không đúng sự thật. Giao ảnh là con van V7 gì đó. Anh không chịu trả hàng cho em. Thì em nói anh em á, hàng bên em mà lỗi cho em vòng 7 ngày. Nó, anh em xài 2 tháng thì anh em mà lỗ 100.000 nó rất là hợp lý anh em. Anh em xài món hàng mà 2 tháng anh cho anh em lỗ 100.000 thì nói chung là em bán vậy là quá dễ anh em ha. Tâm trạng với anh em một xíu là tâm sự ha. Cũng tâm trạng hơi bức xúc. Nói chung là khách hàng đó là từ đây về sau em sẽ không bán với khách hàng đó nữa nha. Em nói rõ luôn. Khách hàng mà nói chuyện như vậy không rõ ràng thì em sẽ không bán luôn. Đó. Khách hàng thì em rất là tôn trọng nhưng mà khách hàng như vậy thì em cũng không cần anh em ha. Rồi em lên cấu hình cho anh em là cái dàn này đó, em đang giáp cho khách, chiều nay em sẽ đi giao ở Phụng Hiệp Hậu Giang anh em ha. Thì cấu hình gồm một cặp súp 50, vỏ là mới, bát là cũ nha anh em ha. Một cặp bát súp ở trong này là cũ, vỏ là mới. Một cặp phi thiền, nó một cặp phi thiền nha anh em. Một cặp phi thiền thành phẩm em mới vừa gáp lên nha. Cặp phi thiền này là bát là con 75, chép là chép Navi ha. Phân tầng đầy đủ nha. Đó, một cặp như thế này thì em đang gáp cho khách là giá là 10.500.000 cho cặp này. 10.500.000. Đây, mẫu phi thiền ha. Phi thiền như thế này. Và một cái tủ máy như thế này là cái dàn máy này tổng cộng là 30 triệu nha anh em. Đó, thành phẩm cái dàn dây nhợ đầy đủ nha. Đó, dây điện để trong bọc đây. Cái dàn thành phẩm như thế này để anh em đánh show top giá nó là 30 triệu đồng. Gồm một con mixer FX hàng qua sử dụng nha. Một con micro mới nha anh em. Đó, cái micro mới này thì em có đề có nói rồi đó, giá là 1.400.000. Micro sure mới, đây tay đây. Mới 100% nha anh em, còn đập hộp nha. Giá là 1.400.000. Một con van X6 nha, một con Cura X5 và một con Me 56 sò đánh súp nha. Cấu hình dàn này thì anh em cần gáp thì em sẽ gáp cấu hình gần giống như vậy, giá là 30 triệu đồng. Một cặp phi thiền 30, nó hơi bị cháy nắng nha. Em quay hướng bên này thì để cho anh em nhìn nó không bị cháy nắng nha. Đó. Một cặp phi thiền 30. Phi thiền đôi ha. Chép là chép neo. Phân tầng đầy đủ nha. Đó. Anh em có mua cần gáp cái cấu hình phi thiền như thế này thì em bán cho anh em giá là toàn bộ mới hết nha. Giá là 10.500.000. Đây thì micro thì em còn mới đây. Em nhập về một lô đây. Và em có gian mới nha anh em. Gian mới. Gian đề non mới. Có bluetooth, có revert nè. Đó. Em bán cũng khá là nhiều. 1.200.000 một cây, hàng mới 100%. Gian có bluetooth, revert đầy đủ, có màn hình số, giá là 1.200.000. Có revert ha. 1.200.000. Quản lý nguồn, B3 đây. Quản lý nguồn B3 hàng mới. 1.100.000 nha anh em. Hàng mới nha. Thì em có nhập một lô. Man 4 kênh. Man 4 kênh nguồn xung hàng mới nha. Đó, nguồn xung B3 hàng mới. Giá là 5 triệu đồng, một kênh là 1.000W này. BX 1.000W. 1.000W một kênh mà giá nó chỉ có là 5 triệu đồng, hàng mới nha. Hàng này là nguồn xung, nó nặng khoảng đâu đó tầm khoảng 5-6 kg, nó rất là nhỏ gọn nha. Công suất thì 1.000W một kênh, có thể là đánh 4 cái full. Giá là 5 triệu đồng, hàng mới nha anh em. Rồi qua micro mới thì đây,
Cái con đánh súp này thì em về em chưa có test nè, khách ở Cà Mau có gửi xe lên cho em, nhưng mà em không có địa chỉ của anh, để anh đã chuyển tiền cho em đủ là 1,4 triệu rồi. Đó, anh đã chuyển tiền đủ cho em rồi nha. Con man còn bên đây, anh cho em xin cái địa chỉ nha. Đó, anh nhắn lại giùm em cái địa chỉ, hai cái nút này em nhắn lại cho anh nha. Đó. Thì do là anh gửi xe lên nên em không có cái số của anh, em không có gửi cho anh được. Anh có xem video thì nhắn tin lại địa chỉ, em sẽ gửi hàng sớm cho anh trong ngày hôm nay ha. Con man đổi với anh rồi, đây con man bên đây nha. Anh xem video thì gọi lại giùm em. Anh đã chuyển tiền cho em 1,4 triệu rồi. Rồi còn anh em có mua cái con một kênh đánh súp này thì alo giùm em nha. Con này thì nặng khoảng mười mấy ký, anh em đánh được 550W thì có thể đánh được một cái súp 50 con 100 ha. Một con man một kênh chuyên súp, anh em cần liên hệ giùm em. Em chưa có tháo ruột luôn, tại vì em đổi với khách, em chưa có gửi hàng cho khách nên em chưa có đăng bán nha. Thì anh em có mua thì em hỏi khách rồi em bán lại cho anh em. Một cây Amly 12 sò 900k, Amly 12 sò 900.000 nha. Một con van cơ có bluetooth, hôm nay thanh lý anh em 900.000 ha. F9 em để ngược nha. Van F9 giá là 900k. Và tiếp theo thì đây, một bộ micro mới Sure 26D, tiếng khá là dày dặn nha, em có test rồi, có test trên vàng gáp cho khách đó, thì khách thử tiếng mi nó cũng rất là dày nha, sáng. Một bộ mi thì nó có rồm hai tay ha, hai tay như thế này, đây em lấy cái tay ra nha, tay mới nha, đó Sure cũng khá là đẹp, cầm rất là chắc chắn. 1,400,000 thì nó rồm phụ kiện của nó thì đây, một cục pin ha, hai tay Migo, 1+6 ly, hai cái chống lăn và một cái cục nguồn. Đây, nguồn đầy đủ phụ kiện là 1,400,000 nha. Đó, anh em muốn mua hàng mới thì em sẽ bán hàng mới, muốn mua cũ thì em bán cũ. Đây cũ thì hàng bãi nha anh em, hàng bãi tiếng cũng khá là ổn, giá là 1,000,000 đồng mic 2A. Tay thì ở đây anh em sẽ dán đề can đầy đủ rồi cho anh em ha, 1,000,000 đồng. Rồi em còn cái cặp lo 40 này, 66 này 200.000. Hôm trước anh nào có chốt thì nhắn tin lại giùm em ha. 200.000 cho cặp lo 40 con nhỏ, từ nhỏ không biết là từ bao nhiêu. Rồi máy thổi bụi luôn, em để em có mà Tết những cái vệ sinh rồi đó, thổi bụi như thế này, mới như thế này luôn ha. Đó. Ống hút đồ đầy đủ như thế này luôn. Giá chỉ có gồm hàng mới thì em lời một món khoảng 50.000 đó nè, 50.000 60.000 thôi. Một cục pin ha, một cục sạc 600.000, một máy thổi bụi Makita có dây đầy đủ 600k nha. Rồi em quay qua chép nha, cái chép thì em còn một cái lẻ nè, BA, một cái đít mũ bán cho anh em giá là 300k ha. Rồi cái mixer này anh em hỏi rất là nhiều, cái mixer F4 nè, lý do là em nói rõ trong tin video nha anh em ha, tại vì em không có cục nguồn, tại vì em mất cái cục nguồn này rồi, không có thử được là nó hoạt động hay là nó không hoạt động. Em bán như thế này cho anh em giá là 200.000, về anh em tự xử lý giùm em nha. Đó, anh em nào chốt thì nhắn tin lại giùm em, anh em hỏi rất là nhiều nhưng mà lo lu bu công việc á, em nhớ khách chốt rồi nhưng mà chưa có chuyển khoản hay chưa cọc gì đó, tại vì có 200.000 thì anh em chuyển khoản giùm em luôn đi, có 200.000. Mixer F4 tiếp theo, chép thì em còn chép mới nha anh em ha, chép mới thì em còn cái mẫu GCF 550.000, neo bi, neo neo khối, em xin lỗi nha, neo khối 450, 1,500,000, neo khối 450, 1,500,000. Cặp này cũ nè anh em, cặp này cũ bán cho anh em với cái giá là, cặp này bán cho anh em 300.000 thôi, 450 nè, giá hợp lý, không có họng nha anh em ha. Cặp này họ bán cho họng luôn, có họng luôn, 400.000 nha anh em. Họng này họng 19 vuông nè. Họng này bắt ốc nha, cái con này là bắt ốc. 450 bắt ốc, 400.000 luôn họng, một cặp như thế này. Rồi em có một cặp như thế này, 400.000 luôn họng luôn nha. Con chép 750 BA. Có đầy đủ hết. Đầy đủ con chép được hết nha anh em. Rồi mạch lo kéo 300W có luôn nha anh em. Đó, mạch lo kéo. Mi lo kéo đầy đủ hết, chép neo. Chép thì em còn rất là nhiều nè anh em, 750 ha. 750 giá là 1,000,000 đồng. Đít nhôm, GCF đít nhôm. Giá là 1,000,000 đồng ha.
850. 850 thì để em lấy cho anh em ha. Bên đây khá là nhiều anh nhập về thì để anh em sử dụng dịp Tết nha. 850, hàng mới thì giá là 2.100.000. Để em tháo hộp luôn cho anh em. Tại có hộp để mẫu mà em gáp cho vàng mã tiễn nha. Tiễn rất là sáng nha. GCF 850 neo bi 2.100.000. Khó để ra quá. Anh em cần thì sẽ quay clip cho anh em đi. Clip riêng đi. Neo bi như thế này. 2.100.000 cho một cặp 850 nha. Con dây dẹp đầy đủ hết. Rồi, em còn một cái mixer. Một cái mixer mắc cây. 1.400.000 này, khách nào chốt thì nhắn tin lại giùm em nha, mắc cây. Cây này thì hình như là lỗi eco rồi, 1.400.000. V16 mắc cây. Bát thì em còn một cái bát lẻ súp 50 từ 220 lên 100. Bát này do khách làm hơi xấu nha anh em ha, làm hơi xấu. Một cái lẻ này bán cho anh em với giá là 900.000. Súp 50 từ 220 lên 100, làm hơi xấu thôi nhưng mà không cọ gẹt, còn hoạt động tốt, 900.000 một cái. Em còn một cái lẻ duy nhất nha. Một cái lẻ duy nhất này bán cho anh em 900.000. Súp 52 từ, súp 52 từ thì em còn một cặp nè. Cặp súp 52 từ này gin, bán cho anh em với giá là 2.400.000 súp 50 ha. Từ 220 con 100 bát 50. Tiếp theo là em còn một cặp súp 50 bi quay này, súp 50 bi quay nha. Từ 220 con 100. Giá bán là 2.100.000 cho một cặp súp này, có làm con rồi, hoạt động tốt nha anh em. Còn bát GCF đích lòi quyền xanh hàng mới thì em có nhập về giá là 3.300.000 nha. Đây. Bát còn rất đẹp, nhúng không cọ gẹt. Cặp này bán cho anh em giá là 2.100.000. 40 hàng mới. 40 hàng mới, 30 hàng mới thì em vẫn còn hết. 40 hàng mới giá là 1.900.000, 30 hàng mới là 1.700.000 con 75 nha. Đây hàng mới. Tôi nói đây nè. Mặt tin hàng mới. Từ 1.900 con 75. Bát BQ thì em còn duy nhất một cặp nha. BQ từ 1.900 con 75, bát rất là đẹp, bán cho anh em giá là 1.700.000. Bát 40 từ 1.900 con 75. Và tiếp theo thì em còn hai cặp. Một cặp 40 từ 1.900 con 75. Bát zin, màng hơi xấu, màng hơi xấu như thế này. Còn hoạt động tốt. Hôm nay thanh lý cho anh em giá là 1.700.000 nha. 1.700.000. Hoạt động tốt. Có cái nó hơi xấu thôi. Hơi xấu, 1.700.000 thôi. Thanh lý cho anh em ha. Và còn một cặp này. 1.700.000 luôn. Bát 40 từ 220 con 100 từ trắng nè. Ở giá 1.700.000 nè. Bát này thì một cái là ghim đẹp nha anh em. Một cái ghim đẹp. Và một cái là không ghim, một cái đẹp, một cái không ghim. Hai cái bán anh em giá là 1.700.000 luôn, thanh lý cho anh em cuối năm. Nó hàng bên em thì bán bao lỗi anh em 7 ngày nha. Đây câu nói của em nữa. Thì để nhiều khi anh em xem video mà lúc đầu không nghe được á. Nghe kỹ đó giùm em, hàng thì bao lỗi anh em trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày anh em có quyền trả lại cho em ha. Và tiếp theo thì em còn một cặp 40. Một cặp 40 từ 220 con 100, em mới vừa tháo thùng ra đây. Thì cặp này bán cho anh em giá là 1.900.000. Bát zin đẹp nha. Hai cái zin đẹp hết. Giá là 1.900.000, 1.900.000 một cặp. Vàng thì em còn cái X5 2 nguồn. Con X5 2 nguồn này là thanh lý anh em ha. Tại vì con này thì nó bị mất một cái quạt nha. Nó mất một cái quạt ở đây. Và con này thì em set up thì nó hoạt động tốt hết. Nhưng mà nó không có nhận phần mềm X5 nha. Con X5 thì nó chạy vô nó không nhận. Không biết là cái cáp em nó lỗi hay không á. Thì em thanh lý cho anh em cái con X5 như thế này. Anh em về thay giùm em cái quạt ha. Anh em cần thay thì em thay cái quạt luôn khác cho anh em nha. Hai nguồn, hàng hai nguồn. Bán cho anh em giá là 1.800.000 ha. Một cây X5 như thế này. Còn chạy tốt, hoạt động tốt, nhạc ra đầy đủ hết. Nói chung là không lỗi gì hết. Chỉ là mất cái quạt thôi. Giá là 1.800.000. Tiếp theo thì em còn một cây K888. Giang cơ lay số, bán cho anh em với giá là 800k.
và em còn một cây giang số nữa, một cây giang số AAB 1000 của Tân Cường. Tân AAB này thì em bán cho anh em giá là 1.900.000 nha, hàng của Tân Cường còn nguyên tem nha, chưa có tháo nha, còn tem của AAB luôn anh em. Và tiếp theo thì em còn một cây Coster 234 bán cho anh em giá là 700k ha, 234 700.000. Idol 100 mặt hơi xấu thì giá 500 nha. Vàng Gutin nè, đó vàng Gutin lúc trước thì khách nó là báo là mua 2 3 triệu gì đó. Hôm nay thanh lý là anh em của hàng của Gutin nè. Bán anh em giá là 1.100.000 luôn, 1.100.000, có một cây vàng Gutin KM5X gì đây. 1.100.000 nha, vàng Gutin. Coster thì em bán anh em giá 600.000. Cây nâng tiếng này em bán anh em 500 thôi, nâng tiếng EX3000. Một cây nâng tiếng nha, giá 500.000. Tiếp theo thì em còn một cây lọc xì Dot nha anh em ha, Dot 231 thì bán anh em giá là 1.100.000. Vang cơ có Bluetooth Net 30 Bluetooth. Anh nào có nhắn lại thì nhắn tin giùm em ha. Net 30 Bluetooth thì giá là 1 triệu đồng. Chống hú 2.0 giá là 700. Idol thì đồng giá là 700.000 một cây, em còn 2 cây Idol nha. 2 cây Idol giá là 700. Và em còn vỏ mới thì em còn cũng khá là nhiều mẫu nha. Tí em sẽ quay lại cho anh em. Cái dàn nhạc thì em quay cho anh em. Dàn nhạc khá là đẹp nha. Thì lên cấu hình này thì anh em mau đi show, mau lấy vốn lắm. 30 triệu. Rồi vỏ thì em còn vỏ súp 50 mới là giá là 2.600.000 một cặp. Vỏ 40 giá là 2.200.000 một cặp ha. Vỏ súp 40. Vỏ mới thì em cũng còn khá là nhiều mẫu với anh em, súp 40, 50 đều có. Mẫu 30, mẫu 30 là 1.500.000. Mới toàn bộ hết nha anh em. Ke gốc lục giác đầy đủ. Mẫu 30, đây. Ke gốc lục giác đầy đủ nha. Mẫu mới giá là 1.500.000 một cặp. Mẫu phi thiền thì đây em còn còn phải hai cặp. Có thùng luôn, thùng giấy cho anh em nha. Đó, giá chỉ là 2.700.000. Mẫu phi thiền 30. Phi thiền 30 thì em có nhập về cũng khá là nhiều ha. Giá là 2.700.000. Vỏ sơn, vỏ chống chày. Vỏ thì tay là tay BSD đẹp lắm nha anh em. Đó, vỏ đây, tay. Vỏ thì 40 là ke gốc đầy đủ hết. Hàng bên em thì là toàn bộ có ke gốc hết. Vỏ 40, 50, súp đầy đủ hết, hàng mới. Còn cặp này thì do là quá, em hôm nay quá là bận rộn nên chưa kịp dán cái lưới cho khách nè. Thì tranh thủ trong ngày hôm nay em sẽ dán. Em sẽ dán lưới chống bụi cho khách xong em gáp vô em gửi xe cho khách ở Phan Thiết. Nếu khách cũng thông cảm giùm em. Cũng cận Tết công việc thì nó cũng làm không sẻ nè em ạ. Làm cũng không kịp luôn. Cũng gán tranh thủ, hôm nay em không kịp thì em sẽ làm đêm ha. Thì em quay clip xong thì hôm nay em sẽ lấy cái vàng hôm nay em sẽ chạy đi giao qua bên khách ở bên Phụng Hiệp Hậu Giang. Còn em còn mấy cặp chép nữa nè. Chép thì tích mũ như thế này thì em bán cho anh em giá là một cái này 66 nè, do là chảy mũ 250.000 anh em. Còn một cặp bên đây đẹp. Một cặp bên đây đẹp thì 650.000, chép đít xanh, cái này nó hơi xấu một tí nè. Một cái này bán cho anh em 250.000. Còn cặp vỏ này thì em mới vừa về tới, cặp vỏ 40 này thì chắc là em sẽ đổi cho khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Khách nói là do vấn đề vận chuyển vỏ nó hơi xấu thì em sẽ gửi lại cặp vỏ này cho khách. Thì anh cũng gán lại giùm em nha. Thì em sẽ tranh thủ ngày mai em sẽ đóng hàng gửi cho anh. Do công việc nó cũng quá là bận rộn. Nó không kịp hàng cho anh em Tết thì nó cũng hai chồng em cũng làm hết năng sức luôn anh em. Anh em cũng thông cảm giùm em ha. Hàng nào có chậm có trễ thì anh em sẽ điện liền giùm em. Anh em cần mua món hàng nào thì cứ alo số trên hình giùm em nha. Gáp vàng như thế nào thì cứ alo giùm em. Và vẫn có nói cũ nghe, hàng là em bao cho anh em 7 ngày, lỗi thì anh em có quyền trả lại. Còn có lỗi gì á, anh em xử lý được á, giúp đỡ giùm em á, thì em sẽ trả phí lại cho anh em nha. Tất cả khách hàng từ trước tới giờ của anh em mua hàng bên em á, không có một khách hàng nào nói anh xử lý lại cho em 150, 200, 300 mà em không chuyển khoản lại hết nha anh em. Em mà anh em mà giúp đỡ em được em cũng rất là quý, tại vì nó do đến đề vận chuyển mình cũng không có bao chắc được là về nó có bị trục trặc hay không. Bị trục trặc thì anh em cũng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, thì nói chung là em cũng rất là cảm ơn. Đó, chờ cuối video thì cho em xuống like nha, nút đăng ký, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi chào anh em nha.